quý vị đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Nhà đấu giá số 2, ca sĩ Ngọc Nguyên. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhà đấu giá số 4, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 5, ca sĩ Quang Hà. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và đêm nay ban đấu giá cũng như là quý vị khán giả tại trường quay sẽ vẫn làm nhiệm vụ rất là quen thuộc để giúp chúng ta tìm ra được giọng hát giành chiến thắng. Các người chơi đã sẵn sàng thể hiện giọng hát của mình. Các thành viên trong ban đấu giá thì sao? Hôm nay nhẹ nhàng lắm Khanh. Dạ. Bởi vì ai cũng mặc trên người một cái chiếc áo dài, cho nên là hôm nay sẽ đấu rất là nhẹ nhàng, nhất là anh Long á, anh Long ha. Đấu luôn anh ngồi nhẹ nhàng vậy luôn hả? Thấy nhẹ nhàng nhưng mà rất chặt chém nha. Ồ, ngày hôm nay anh nghĩ rằng là có mặt Nguyễn Văn Trung ở đây là tôi chắc chắn là tôi sẽ luôn luôn ủng hộ Nguyễn Văn Trung. Dạ. Vì nhìn thấy là biết rồi đó, nó thấm thiện. Vì vậy cho nên là bạn ấy như một con cừu non trong chương trình Sàn Chiến Giọng Hát vậy đó. Tôi phải bảo vệ một con cừu non. Bây giờ đối lập với anh đó phải không? Không, anh không có ngu gì, anh nói anh là sói cả. Còn Hồng Vân thì sao ạ? Em lúc nào cũng là team của anh mà. Thì sẽ bảo vệ em. Dạ. Ngày hôm nay Khanh thấy các thành viên trong ban đấu giá có vẻ cũng thân nhau hơn, cho nên đó là lý do vì sao các anh chị đều chọn cùng một loại trang phục. Vô tình thôi hả? Vô tình thôi. Hà là tự nhiên hôm nay mặc áo dài. Anh Nguyễn Văn Trung hôm nay tự nhiên lại mặc áo dài. Tự nhiên không luôn. Hiểu tự nhiên tại sao mặc áo dài. Rất là đẹp ạ. Và Khanh hy vọng rằng ngày hôm nay những trang phục mà quý vị đang mặc trên người sẽ giúp cho mình may mắn sở hữu được những giọng hát mà mình mong muốn. Chị hôm nay là hát đôi hả ta? Dạ. Những cặp song ca. Chưa kịp giới thiệu mà quý vị cũng đã nhận ra rồi, hôm nay là một tập đặc biệt, tập song ca trong Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5 ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc đầu tiên do 8 người chơi cùng hòa giọng, xin mời. Anh thấy hôm nay á nha là Dương Thịnh mà âm suy. À, nhưng mà chưa biết giọng hát nào nặng ký hơn giọng hát nào đâu ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh mở 4 chiếc micro này để xem 8 người chơi ngày hôm nay có diện mạo như thế nào quý vị nha. Chúng ta sẽ mở vị trí số 1 trước. Wow. Wow. Chúng ta sẽ mở vị trí số 2. Bây giờ hãy cùng Khanh mở vị trí số 3. Wow.
cùng là vị trí số 4. Một tràng vỗ tay thật lớn cho các người chơi trong hôm nay, thưa quý vị. Như quý vị cũng thấy rồi đó, số lượng người chơi tăng lên. Tuy nhiên, dữ kiện của mỗi vị trí vẫn như cũ. Chúng ta cũng chỉ có hai dữ kiện dành cho cả hai người chơi. Và bây giờ, Khanh mời anh Quang Hà sẽ lựa chọn trước. Anh chọn số mấy? Hà ấn tượng ở cái micro số 2, nên là Hà xin được chọn, đó là ô số 2. Hãy cùng Khanh tìm hiểu về hai người chơi vị trí số 2. Bây giờ chúng ta sẽ nghe hai chàng trai ở vị trí số 2 tiết lộ về hai dữ kiện. Và dữ kiện thứ nhất là cam chịu. Dữ kiện thứ hai là live show. Chúng ta đã nghe rất rõ về hai dữ kiện này. Xin mời ban đấu giá bắt đầu phân tích ạ. Không phải dễ đâu nha. Dễ gì đâu, có gì đâu khó. Dễ em chết. Nghĩa là hai người này chơi thân với nhau, giống như em với anh vậy đó. Thì trong đó là có một người á, là có tiền, người không có tiền. Đúng không? Cái người có tiền á, là lúc nào cũng mở miệng ra là sẽ nói là tôi sẽ làm một cái live show đình đám, đúng không? Còn cái người bên cạnh không có tiền á, thì lúc nào phải cam chịu là chưa bao giờ dám mở miệng nói cái chữ live show. Đúng không anh? Anh Long, anh có nghĩ giống chị Vân không? Thì nó cũng na ná vậy thôi. Còn không, anh cho một cái kinh nghiệm đi. Cái gì khác tử đi. Cam chịu là sao anh? Cái bạn mà nói cam chịu đó, là bạn này nói là mình là ca sĩ, mình phải đẹp, phải lộng lẫy, phải hào quang trước mặt khán giả. Nhưng mà ra cuộc đời này nhìn nó cứ thiếu nhiều thứ lắm. Thôi cam chịu đi. Khi nào mà mình cảm thấy mình đầy đủ rồi, lúc đó hẳn tính muốn làm ca sĩ và làm. Nhưng mà ai ngờ đâu giọng hát của bạn là trời cho. Cho nên là bạn ấy cam chịu cái số phận, nhưng mà bạn hát rất là hay. Còn cái bạn kia nói live show, nói trời ơi mày có giọng hát hay thì bây giờ tao mày làm cái live show. Nó trời tiền đâu làm. Thôi cam chịu đi, cuộc sống này không có thể nào mà mơ một cái ảo tưởng đó được. Trời ơi, bao nhiêu người làm live show, người ta là ngôi sao thượng thẳng, người ta mới làm live show. Nhưng mà ai ngờ một ngày kia bạn này bạn nói ê bây giờ mình không cần phải làm live show nữa, mình tới sàn chiến giọng hát, hai đứa mình cùng họp lại với nhau thành một live show. Yeah. Hay quá. Cảm ơn kịch bản của anh Long. Và các nhà đấu giá ơi, các cặp song ca trong ngày hôm nay có thể họ là bạn bè của nhau ngoài đời, nhưng cũng có thể họ không hề biết nhau. Bây giờ Khanh nghĩ rằng chắc là chúng ta sẽ không cần phải phân tích gì thêm đâu ạ. Phiên đấu giá thứ nhất sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thưa quý vị, ở phiên đấu giá thứ nhất, thời gian là 90 giây và số tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Tất cả sẵn sàng. Mỗi lần tăng, chúng ta chỉ được phép tăng thêm 500.000 đồng. Bắt đầu. 500. Triệu. Triệu rưỡi. 2 triệu. Chị Ngọc Ly 2 triệu. Anh Nguyễn Văn Trung 2 triệu rưỡi. Anh Quang Hà 3 triệu. 3 triệu rưỡi. Chị Hồng Bơ 3 triệu rưỡi. Anh Long 4 triệu. 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 6 triệu. Chị Hồng Vân đang 6 triệu. 6 rưỡi. 7 triệu. Anh Long 7 triệu. 7 triệu rưỡi. 8 triệu. Anh Quang Hà 8 rưỡi. Triệu. 9 triệu. 9 triệu. Anh Quang Hà 9 triệu. 9 rưỡi. Chị Ngọc Điên 9 rưỡi. 10 triệu. Anh Nguyễn Văn Trung 10 triệu. Anh Hà 10 triệu 500 nghìn đồng. 11 triệu. 11 rưỡi. Anh Quang Hà 11 rưỡi. 12. Chị Ngọc Điên 12. 12 triệu rưỡi. 13 triệu. 13 triệu rưỡi. Anh Quang Hà 13 triệu rưỡi. 14 triệu. 14 triệu rưỡi. 14 triệu rưỡi. 15 triệu. Anh Hà 15. 15 triệu rưỡi. Anh Nguyễn Văn Trung 15 rưỡi. 16 triệu. Anh Long 16. 16 rưỡi. 17 triệu. 17 triệu rưỡi. 18 triệu. Anh Hà 18. 18 triệu rưỡi. 19 triệu. 19 triệu rưỡi. 20 triệu. 20 triệu rưỡi. 21 triệu. 21 triệu rưỡi. Thôi. 22 triệu. 22 triệu rưỡi. 53. Chị Ngọc Điên 53. 23 triệu rưỡi. 24 triệu. 24 triệu rưỡi. 25 triệu. 25 triệu rưỡi. 26 triệu. 26 triệu rưỡi. 27 triệu. 27 triệu rưỡi. 28. 28 triệu rưỡi. 28 rưỡi rồi. Có ai vô 29 không ạ? Không à. Nếu không thì anh sẽ chốt ở con số này. 28 rưỡi lần 1. 28 rưỡi lần 2. 28 rưỡi lần 3. 29. Nói chung là hai anh chị tự cắn nhau đấy. Kệ đi, 29 đi. Chúc mừng anh Kim Tử Long, 28 triệu 500 nghìn đồng. Số tiền này đã giúp anh sở hữu được cặp giọng hát ở vị trí số 2. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn đầu tiên. Xin mời.
làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, hãy lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Lòng nhớ thương quê hương miền Nam, anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mát trong chảy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới. Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, anh thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao. Thưa quý vị, đó là ca khúc Những Ánh Sao Đêm và xin giới thiệu cặp giọng hát Đỗ Thành Danh và Nguyễn Quang Hưng. Dạ vâng, lời nói đầu tiên em xin gửi tới anh MC Bạch Công Khanh, bạn Đông Giá, cũng như là quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình, những lời chúc sức khỏe và những lời chào thân thương nhất từ em. Thế này mà bảo cam chịu. Lời đầu tiên cho Quang Hưng xin gửi chào tới MC Bạch Công Khanh và ban đấu giá và lời chào đến khán giả truyền hình đang xem sàn chiến giọng hát. Xin chào Đỗ Thành Danh và Nguyễn Quang Hưng. Bây giờ hai bạn hãy chia sẻ về hai dữ kiện nha. Dữ kiện đầu tiên là của ai nè? Dạ, dữ kiện đầu tiên là của em. Em xin chia sẻ như vậy là khi mà từ nhỏ em được bố mẹ cho tham gia nhà thiếu nhi thì các bạn ai cũng được lên hát chính hết, ai cũng được thầy chọn hát một bài đơn ca, cô chọn hát một bài song ca, nhưng mà riêng em hoài không được hát đơn ca mà hoài cũng được hát song ca luôn. Hát tốt ca thôi. Dạ, là vì có thể là do em hát bè được, em hát bè tốt, trên thầy cô lúc nào cũng để phần em sẽ hát bè cho các bạn đơn ca khác, lập thành một cái nhóm bè riêng, luôn luôn đứng đằng sau và sẽ hát bè cho các bạn đơn ca đằng trước. Cho nên là nhiều khi á cảm thấy cũng buồn lắm, nhưng mà em về em có chia sẻ với bố mẹ thì bố mẹ có nói là đâu có gì đâu, con thấy không, biết bao nhiêu bạn thiếu nhi luôn, không có bạn nào được hát bè hết trơn, có mình con được hát bè thôi.
Thì bố mẹ em cũng hay an ủi em vui như vậy, nhưng mà em cũng thấy là đó là một cái điều đáng mừng, bởi vì là khi mà từ nhỏ em được các thầy cô rèn luyện cho em về những cái quảng bè, những quảng hòa âm đó, và sau này khi mà em lớn lên em đi học, em thấy những cái điều đó nó vô cùng quý giá cho mình. Khi mà bước vào trường lớp em học, em như là có thêm rất là nhiều hành trang để em hoàn thành cái công việc học tập của em rất tốt. Cảm ơn Đỗ Thành Danh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe về dữ kiện live show của Quang Hưng. Mời bạn. Dữ kiện live show của em thì nó cũng có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Ngày trước thì em có đỗ vào đại học á. Thì năm nhất thì em rất là may mắn là được tham gia hát hợp xướng cho một cái tour live show của Diva Mỹ Linh. Mình được đứng chung với tất cả các nghệ sĩ thì rất là hạnh phúc. Và cái điều đó nó đã thúc giục em và khơi lên cái niềm tự hào cũng như là cái máu lửa trong em để em nuôi dưỡng thêm về hành trang cho âm nhạc. Thì đó là cái dự kiện của live show của em. Cảm ơn Quang Hưng và Thành Danh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các nhà đấu giá về tiết mục Những Ánh Sao Đêm vừa rồi. Không biết là hai bạn từ trước đó đã có quen nhau hay chưa, nhưng mà rõ ràng là hai bạn đã chọn cái bài hát nó phù hợp với là giọng của hai bạn rất là nhiều. Khi mà nghe cái bài hát Những Ánh Sao Đêm bằng những cái giọng hát, gọi là mình phải dùng cái từ là rất là đàn ông, rất là hào hùng, rất cái làn hơi của các bạn rất là nội lực. Và mình nghe mình cũng cảm thấy được hòa vào cái cảm xúc của cái bài hát với hai bạn. Hy vọng là những cái niềm đam mê của Quang Hưng khi mà mình đứng trên live show của một nghệ sĩ nổi tiếng, cũng giống như là cái cảm giác mà Cam Chịu, mà Thành Danh đã có, đó là những cái gọi là mình có thể gọi là những cái cây củi đi, mình đưa vào cái ngọn lửa đam mê của mình để cho nó cháy lớn hơn, nó cháy to hơn, để mình có thêm cái động lực để mình đi trên con đường nghệ thuật của mình. Anh xin chúc cho hai bạn được nhiều thành công hơn sau này. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Trung. Cảm ơn những nhận xét rất tuyệt vời của anh Nguyễn Văn Trung. Tôi từ nãy giờ tôi nghe bài hát này tôi rất thích, nhưng mà có một cái điều mà tôi cần phải góp ý, để gọi là song ca thì chúng ta phải làm sao nó hòa quyện với nhau. Bạn Danh thì quá tươi quá cười, còn bạn Hưng thì như là có một cái khuôn mặt rất là lạnh, và cái quan trọng hơn nữa là hai bạn chưa có giao lưu với nhau về ánh mắt, về nụ cười, về cách thể hiện, luôn cả về phong cách ở trên sân khấu, để làm sao thấy là song ca nó phải có cái gì nó hòa quyện với nhau. Và anh cũng góp ý với Hưng nữa nè, em là giọng hát em là rất là, nếu mà hát những cái loại hình như thế này là giọng em rất ngọt và rất là tình, nhưng em thiếu nụ cười và ánh mắt của em thiếu cái tình trong cái bài hát đó. Em cười cái anh xem coi. Đấy nè, và mong rằng đó là ghê luôn á. Đấy, và mong rằng đó là bài hát này sẽ được sự ủng hộ của quý vị khán giả ở trường quay. Cảm ơn anh Long và cảm ơn ban đấu giá rất nhiều ạ. Mỗi bạn đều có một thế mạnh riêng. Bây giờ Khanh mời quý vị khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho cặp song ca này, Đỗ Thành Danh và Nguyễn Quang Hưng. Và quý vị ơi, hãy cùng Khanh theo dõi số điểm dành cho cặp song ca đầu tiên trong đêm nay. Số điểm là 93 điểm. Chúc mừng cho Đỗ Thành Danh và Nguyễn Quang Hưng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên đấu giá thứ 2. Thưa quý vị, ngay bây giờ anh Kim Tử Long sẽ giúp chúng ta lựa chọn ra vị trí tiếp theo. Trong 4 chiếc mic này, tôi ấn tượng nhất là chiếc mic số 1. Vì có một cái bạn là tôi thấy nhìn giống lắm, giống một người bạn diễn của tôi, như là một đứa em của tôi. Em cảm ơn anh Long vì em cũng thích mic số 1 nữa. Em thích số 1, anh không chọn số 1. Ủa vậy anh? Sao anh chọn bảo số vệ em gì? Anh chọn số mấy nào? Nói nãy nó anh em thân lắm mà. Quên nữa, nãy mình có nói thân nha, phải nhường nhịn cho anh sẽ lo lắng quan anh tâm quên em. Học dịch còn lộn mà. Thôi anh chọn số 1. Yeah. Chúng ta cùng tìm hiểu về hai cô gái vị trí số 1. Vẫn có hai dữ kiện thưa quý vị. Xin mời các bạn tiết lộ dữ kiện thứ nhất. Vỗ tay. Vỗ tay các bạn ơi. Vỗ tay. Và dữ kiện thứ hai là sót. Khanh mời ban đấu giá phân tích đi ạ. Bạn áo trắng chọn là
vỗ tay. Tức là Liên nghĩ là bạn rất thích ca hát, bạn ước được đứng trên sân khấu để được nghe những tiếng vỗ tay từ khán giả gửi đến bạn, đúng không ạ? Còn Sót là chị nghĩ là khi em bước vào cái con đường ca hát á, là gia đình em không đồng ý, bởi vì Sót con mình, bởi vì thấy con mình đi hát chật vật. Chắc vậy quá, chắc Sót là nó là Sót đó. Nhưng mà kịch bản gì nó cũng đơn giản mà nó cũng... Nó kịch rất... bản này để cho thiếu nhi diễn quá. Bây giờ một kịch bản rất là đơn giản nhưng mà qua bàn tay đạo diễn sẽ rất là hay nè. Cái bạn số 1 đó là vỗ tay. Bạn này rất là rụt rè. Trước khi mà đi hát là rất là rụt rè. Mỗi lần lên sân khấu là rất là run sợ. Nhưng khi mà bài hát đầu tiên bạn ấy bước ra sân khấu, khi bạn cất giọng lên hát và ao bài hát đó là một tràng pháo tay rất lớn của hàng ngàn khán giả dành cho bạn. Và kể từ đó bạn tự tin đứng trên sân khấu. Đồng ý. Còn cái bạn thứ nhì Sót, bạn này ngày xưa hát trữ tình, hát những bài đau lòng xót xa hoặc là cái bài xót xa, và từ đó bạn ấy thấy rằng tôi là một cái dòng nhạc trữ tình không có được gọi là hay ngang bằng với những dòng trữ tình khác, cho nên bạn chuyển hướng bạn qua nhạc trẻ. Khánh nghĩ ra bây giờ chúng ta nên bắt đầu phiên đấu giá thứ hai ngay, thưa quý vị. Ở phiên đấu giá thứ hai, thời gian đã giảm xuống còn 60 giây và số tiền khởi điểm là 1 triệu đồng. Mỗi lần tăng chúng ta được phép tăng thêm 1 triệu ạ. Và phiên đấu giá này vẫn có thể kết thúc trước 60 giây nếu như Khanh chốt sau 3 lần đếm. Anh còn nhiêu tiền vậy? Anh Kim Tử Long còn rất nhiều, 1 triệu rưỡi. Thôi cho ông lần đấu đi. Bắt đầu! Tôi, Kim Tử Long sẽ đấu giá lòng số 1. 1 triệu đồng. 2 triệu. Anh Nguyễn Văn Trung 2 triệu. Chị Ngọc Liên 3 triệu. Chị Hồng Vân 4 triệu. Anh Quang Hà 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. Bà Liên có vào không? Chị Hồng Vân 7 triệu rồi. 8 triệu. Anh Nguyễn Văn Trung 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 11 triệu. 12 triệu. 13 triệu. 14 triệu. Anh Trung 14. 17 triệu. 17 triệu. Anh Nguyễn Văn Trung 18. 20. Chị Ngọc Liên 20. 21 triệu. 21 bên đây à? 22. 22. 23 triệu. Anh Nguyễn Văn Trung 24. 26 triệu. 27. 28. Chưa có ai 27. 27 đi. 27. Chị Ngọc Liên 27. 28 đi. 28. 28 rồi. 28 lần 1 nha. 28 lần 2. 28 lần 3. Chết, chết. Rồi. 30 triệu. Hết kịp rồi. Phiên đấu giá đã kết thúc ở con số 28 triệu. Chúc mừng chị Hồng Vân. Yeah. Ủa lên 29 rồi. Ủa 29 rồi. Chị đang sở hữu cặp giọng hát của hai người chơi vị trí số 1. Bây giờ chúng ta sẽ xem hai cô gái này biểu diễn. Xin mời. Lạnh mưa giật anh vì sao không tin nhắn
mong chi em dần yêu đây thôi anh ơi. Nhiều lúc quá yêu em lại quên mất. Mình đã có bao nhiêu ngày vui, có bao nhiêu buồn. Giận anh vì không cho em biết. Giận anh nhiều đêm đứng chờ vào ngoài mưa. Giận anh làm ngơ khi em bối rối. Giận anh tối hôm qua nhà chơi ngóng trông anh hoài à. Giận sao trời mưa dừng. Mình em ngồi đây nhớ mong suốt cả đêm. Chẳng biết rằng anh đang ở đâu. Làm em cứ lóng ngóng một tối mong chờ tin anh đang nơi đâu. Vì muốn biết anh có thật yêu em. Vì muốn biết anh không còn thương nhớ ai ngoài em. Vì đã quá yêu nên càng muốn biết. Càng muốn có nhau nhưng dần hơn. Thưa quý vị, đó là ca khúc Giận Anh với tiếng hát Như Mai và Như Mây. Trời ơi! Yeah. Xin chào hai bạn. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Như Mai, Barbie và Như Mây xin được gửi lời chào đến ban đấu giá cùng anh em xinh đẹp trai và cùng toàn thể quý vị đang xem tại phim trường và màn ảnh nhỏ. Một lời chào thân thương nha. Quá trời, quá đất rồi. Trời ơi là trời. Vâng ạ, bây giờ chúng ta sẽ nghe Như Mai và Như Mây chia sẻ về hai dữ kiện trước. Dạ, với dữ kiện vỗ tay. Dạ, ngày xưa thì con có làm công việc là khán giả đi cổ vũ cho các chương trình. Và nhờ công việc đó mà con cũng có một chút xíu thu nhập nho nhỏ. Cũng như là được tiếp cận với môi trường, trường quay chuyên nghiệp. Và được thấy các thí sinh cũng như được các ca sĩ nổi tiếng diễn sân khấu. Con rất là mê luôn nhưng mà con vẫn không có cơ hội được đứng trên sân khấu. Và con rất là cố gắng thật là nỗ lực để một ngày con được đứng trên sân khấu giống như thế này và con được nhận những cái tràng vỗ tay rất là tuyệt vời của mọi người á. Yeah. Và ngày hôm nay điều đó là sự thật rồi. Rồi. Quá trời. Quá đó là dữ kiện vỗ tay của Như Mai và bây giờ chúng ta sẽ nghe Như Mây chia sẻ. Sót ở đây có nghĩa là em thấy bóng dáng của mẹ em từ nhỏ. Một tràng vỗ tay cho Như Mây được không ạ? Cảm ơn mọi người. Trời ơi, một cái cô gái mặc đồ như vậy mà tại sao lại rất là mất ước, yếu đuối, rất là mũi lòng. Thật sự em rất là mạnh mẽ nhưng mà càng về lớn kiểu cảm xúc mình không có kìm được. Đối với em, mẹ là bóng dáng mà in hằn trong em rất là lâu. Có nghĩa là mẹ em toàn tâm toàn ý dành cho gia đình, thì mẹ không bao giờ nghĩ đến bản thân của mình. Khi mà biết em theo nghề, mẹ em mặc dù không có hiểu về nghề cho lắm nhưng mà khi mà em nói gì mẹ em đều ủng hộ hết mình. Em cũng cố gắng mỗi ngày để mà cho mẹ mình bớt khổ lại, tại vì mẹ hy sinh quá nhiều. Và sẵn đây chương trình Sàn Chiến Giọng Hát thì em cũng có muốn nhắn nhủ đến mẹ mình là mẹ ơi, bây giờ thì anh em của con đã lớn rồi, mong là mẹ bớt làm lại và có thời gian nhiều để mà vui cùng với lại anh em tụi con. Thật sự cái đó là niềm ao ước của em. Cảm ơn chia sẻ của Như cảm Mây. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ về cái phần thể hiện vừa rồi của hai bạn trong ca khúc Giận Anh. Đầu tiên là anh Kim Tử Long, anh mời nói trước. Nói gì nữa, quá tuyệt vời. Tụi em hát quá tuyệt vời luôn. Cái bài hát này cần sự nhí nhảnh, cần sự cái thể hiện là bốc lửa trong cái bài hát này như vậy. Và nhất là cái đoạn mà anh và chị Hồng Vân xuống đó, là tụi em không có ngại và tụi em không có để mất cái giọng cũng như là cái cảm xúc của em trong cái bài hát, mà tụi em hòa quyện theo. Đó là cái nhạy bén của một người nghệ sĩ, một người ca sĩ. Và những cái dữ liệu mà hai em đưa ra đó, anh cảm thấy đúng là những cái gì mà ông trời cũng cho tụi em bây giờ đó, là những cái vượt qua khó khăn từ trong cuộc sống cũng như trong gia đình. Và ngày hôm nay anh tin chắc rằng số điểm của khán giả ở đây sẽ dành cho hai em rất cao. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Hồng Vân. Một tiết mục như thế nào ạ? Chắc là sẽ dành cho chị Hồng Vân thêm một tí thời gian. Đó, lên ôm giống như ôm mẹ đi con. Quá, quá trời. Dạ. Không biết khi nào mà muốn khóc. Tại vì con ở đây một thân một mình á, nên tất cả mọi thứ con đều phải mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên mà con đứng ở sân khấu, con khóc
con chỉ muốn nhắn nhủ với mẹ là như vậy. Con cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Với cái bài hát này hai em á, là chị hoàn toàn thuyết phục về cái độ làm chủ sân khấu của em. Mai thì nhìn cái sắc mặt của em á, thì chị thấy được cái hồn nhiên trong cái bài hát. Còn Mây á, đúng là chắc trong tâm trạng là buồn từ trong ra, cho nên khi em ra hát á, cái mặt em nó không có tươi cười như Mai. Tuy nhiên là bài hát này đã làm cho không khí của trường quay của chúng ta sôi động lên. Chị rất thích cái tiết mục này. Yeah. Ở đây tại sao mình xúc động là bởi vì như vậy nè. Khi mà mình tham gia cái chương trình Sàn Chiến Giọng Hát này á, thì mình gặp rất nhiều những bạn trẻ có được cái tấm lòng hiếu thảo và nghĩ đến cha đến mẹ. Hầu như những cái động lực để các bạn vươn lên đều là để muốn báo hiếu cho cha mẹ, cho gia đình, để cha mẹ mình vui. Thì chính vì những cái điều đó mà mình rất là xúc động. Mà cái này mình xúc động là bởi vì mình vui quá, mình xúc động. Thành ra là rất cảm ơn tụi con, bởi vì những cái sự mà hiếu thảo của tụi con lan tỏa ra như vậy thì chắc chắn những người cha, người mẹ, bởi vì cô là mẹ mà, cô nghe được cô sẽ cảm thấy khỏe rất nhiều, có nhiều sức lực. Con cảm ơn cô vẫn rất là nhiều. Và bây giờ anh chúc cho Như Mai, và Như Mai sẽ nhận được số điểm từ quý vị khán giả tại trường quay. Xin mời quý vị bắt đầu bình chọn ạ. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Sàn Chiến Giọng Hát, và đây là phiên đấu giá thứ hai, cho nên chúng tôi sẽ có quyền trả hoặc là giữ lại giọng hát dành cho các nhà đấu giá. Bây giờ Khanh muốn biết quyết định của chị Hồng Vân với cặp song ca Như Mai và Như Mây, chị sẽ quyết định như thế nào? Không trả. Không trả. Dạ thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của anh Kim Tử Long với tiếng hát của Đỗ Thành Danh và Nguyễn Quang Hưng. Anh đang sở hữu cặp giọng hát này với số tiền đấu giá là 28.500.000 đồng. Và anh cứ quyết định theo đúng suy nghĩ của mình, với anh tiết mục nào tỏa sáng hơn? Phải. Cho nên cuối cùng tôi quyết định tôi không giữ. Không giữ nghĩa là anh trả lại. Thưa quý vị, anh Kim Tử Long đã có quyết định của mình và chúng ta tôn trọng quyết định đó. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải tạm chia tay với Đỗ Thành Danh và Nguyễn Quang Hưng tại đây. Và anh Kim Tử Long sẽ có trọn vẹn lại số tiền 30 triệu như lúc đầu. Điều đó có nghĩa là Như Mai và Như Mây sẽ tiếp tục với Sàn Chiến Giọng Hát đêm nay. Chúc mừng hai bạn. Và lát nữa cuối chương trình chúng ta sẽ gặp lại nhé. Và thưa quý vị, mặc dù chúng ta cũng đã biết kết quả rồi, nhưng mà Khanh nghĩ rằng mọi người đang rất tò mò, không biết hai cô gái này nhận được bao nhiêu điểm. Để anh Long sai lầm lắm. Anh Long à, liệu đây có phải là một quyết định sai lầm của anh Kim Tử Long hay không? 94 điểm. Chúc mừng cặp song ca Như Mai và Như Mây. Đây là tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho hai bạn. Và bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ 3. Chị Hồng Vân là người đang sở hữu được cặp giọng hát có khả năng đi tiếp và cũng có thể có khả năng giành chiến thắng trong đêm nay, cho nên chị có đặc quyền được lựa chọn vị trí tiếp theo. Ồ, vậy hả? Cảm ơn em. Có cặp này là coi như là có âm dương đầy đủ. Đó, bây giờ là âm dương đầy đủ nè. Coi họ hát làm sao, họ phối hợp với nhau như thế nào. Dạ, đó là quyết định của chị Hồng Vân. Và hai anh Bạch Công Tử ơi, chờ chúng tôi thêm chút xíu nữa nha. Chúng ta cùng tìm hiểu về vị trí số 4 trước. Ồ, Bạch Công Khanh bung miếng với tôi hoài. Trời ơi. Thưa quý vị, hai người chơi vị trí số 4 cũng sẽ có hai dữ kiện muốn tiết lộ với chúng ta ngay bây giờ. Xin mời các bạn tiết lộ dữ kiện thứ nhất sẽ là của ai đây? Duyên ạ. Và dữ kiện thứ hai? 4 năm.
Dạ, cái cặp này là đều là người Bắc hết nha, nói tiếng Bắc nha. Đó là cơ duyên gặp bạn này, rồi cơ duyên có mặt ở đây, rồi biết đâu là sau cơ duyên này yêu nhau không chừng, không biết được. Chữ duyên đó. Thế còn từ 4 năm thì sao ạ, chị Ngọc Liên ơi? Là bạn này đã đi hát được 4 năm rồi sao chị? Có thể. Anh nghĩ từ duyên á là nó cũng sẽ xuất phát chắc là tương tự như anh. Tại vì trước đó anh không phải là được đào tạo về âm nhạc. Nhưng mà trong một lần yêu đương xong rồi bị bỏ, cái là tự nhiên duyên, cái là thành nhạc sĩ luôn. Thì chắc là bạn cũng có một cái mối duyên nào đó rẽ bạn sang cái con đường ca hát. Mặc dù trước đó là cái chuyên môn bạn làm cái nghề khác. Còn bạn 4 năm thì anh suy đoán là chắc là bạn đã đi hát từ sớm. Nhưng mà do lý do gia đình hay là lý do cá nhân riêng mà bạn đã ngưng 4 năm và bây giờ bạn mới đầu hát lại. À không, cũng còn có một cái là 4 năm biết cái gì không? Sao anh? 4 năm là bạn này đăng ký chương trình này 4 lần rồi. Mới được 4 năm. Làm nay 1 năm. 5 mới được lọt vào đây. Trời ơi. Còn 4 năm kia là 4 năm. Ủa hợp lý lắm đó quý vị. Tại vì đây là 4 năm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đại ca Long. Chúng ta còn đấu giá gì không ạ? Bây giờ sẽ là phiên đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ 3, thời gian là 30 giây và số tiền khởi điểm là 2 triệu đồng. Mỗi lần tăng thì các nhà đấu giá chỉ được phép tăng thêm 2 triệu thôi ạ. Tất cả sẵn sàng. Bắt đầu. 2 triệu. Chị Ngọc Liên 2 triệu, anh Long 4 triệu. 6 triệu. 8 triệu. 10. Chị Ngọc Liên 2 triệu. 12. Anh Nguyễn Bách Chu 12. 14 triệu. Anh Long 14. 16 triệu. 18 triệu. 20. 22 triệu. 24 triệu. 26 triệu. Anh Nguyễn Văn Trung đang 26 triệu. Một cái bản siêu. 30. Chung. Có 3 người đưa ra con số 30 triệu lận. Chúc mừng Nguyễn Văn Trung. Sự quay trở lại này cũng khá lợi hại đấy ạ. Lợi hại quá Trung ơi. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn này. Xin mời. Cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ơi. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Là cớ buông trời trong nhà.
chẳng thể nào chạm tới. Sao ta chẳng thể yêu cho nhau, anh vẫn mong bên em. Chỉ là phút giây có khi mỏi mệt, biết nỗi nhớ chẳng thể kéo kia quay về, nên tập quên dù biết sẽ đau. Ở cạnh bên những giấc xa rồi, từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi. Lạc nhau ta đâu có hay, ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là thưa quý vị, và đó là ca khúc Đừng Như Thói Quen. Xin được giới thiệu tiếng hát Nguyễn Đinh Quốc Khánh và Hà Tiểu Ni. Quốc Khánh và Tiểu Ni còn đẹp thế. Dạ, lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới các ban đấu giá, anh MC cũng như là toàn bộ quý khách đang có mặt tại trường quay cũng như là đang xem chương trình. Dạ vâng, và lời nói đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Khanh, ban đấu giá, tất cả quý vị đang xem trực tiếp tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem qua màn hình nhỏ, một lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào hai bạn. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe Nguyễn Đinh Quốc Khánh cùng với Hà Tiểu Ni chia sẻ về hai dữ kiện lúc nãy. Dạ, đối với em, cái dữ kiện là duyên á, thì anh Trung đoán được khoảng 70-80% là đúng. Tại vì xuất phát điểm của em thì không phải là đi theo nghệ thuật, nhưng mà từ nhỏ thì em đã có cái đam mê này rồi. Em học một cái ngành kinh tế liên quan tới việc kinh doanh. Thì song song đó thì em có một cái duyên là những cái người bạn của em có đi hát, thì em cũng đi theo em nghe, và sau đó thì em có đi học chuyên luôn. Và bắt đầu thì em mới đi theo nghệ thuật chuyên nghiệp. Dạ. Thì trong cái việc mà cái quá trình mà em làm cái nghề ca hát này, thì em nhận ra được là không phải là mình em, mà rất là nhiều những cái bạn trẻ cũng như là anh chị em nghệ sĩ rất là mất là nhiều cái thời gian để xoay quanh hai vấn đề thôi. Một là về kinh tế và hai là đam mê. Thì lúc nãy em mới nhận ra là nếu như mà mình theo cái đuổi đam mê mà mình không có cân bằng được cái phần kinh tế của mình đó, thì rất nhiều người bỏ cái nghề này không theo được. Đó là lý do vì sao mà em đã quyết định là em vừa làm kinh tế vừa theo nghề này. Vậy cụ thể hơn là hiện tại em đang là làm về phòng studio, là sản xuất. Và em muốn hỗ trợ cho tất cả những cái bạn mà trẻ bây giờ có được một cái nơi mà các bạn không cần phải lo về cái vấn đề kinh tế nữa. Các bạn chỉ cần chất xám của các bạn, công sức của các bạn để các bạn làm bên những cái sản phẩm đó. Em là người support đằng sau hỗ trợ. Dạ. Cảm ơn Nguyễn Đinh Quốc Khánh. Chúng ta đã nghe rất là chi tiết về dữ kiện duyên. Bây giờ Hà Tiểu Ni sẽ chia sẻ về từ 4 năm. Về cái dự kiện 4 năm thì đó là một cái câu chuyện của em. Năm đó là năm 2014. Khi đó mà em có xin phép gia đình cho mình theo nghệ thuật. Thì ban đầu là ba của em thì là không đồng ý. Và khi đó em có thuyết phục ba, thì ba có nói là ba sẽ cho em 4 năm để trải nghiệm cái con đường này. Nhưng mà cho tới tận bây giờ là cũng đã được 8-9 năm rồi. Và mỗi khi mà em nhớ tới cái lần trò chuyện đó thì nó luôn thôi thúc em nên cố gắng nhiều hơn từng ngày và làm cho cái đam mê của mình mỗi ngày nó lớn hơn. Và đến một ngày nào đó thì em có thể tự tin đứng trên sân khấu và nói với ba mẹ của em là hiện tại bây giờ con gái của ba mẹ đã lớn và đã có thể vững bước trên con đường nghệ thuật của mình rồi ạ. Vâng, em xin hết ạ. Cảm ơn Hà Tiểu Ni với những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các chia sẻ của các nhà đấu giá. Bài hát vừa rồi thì anh cảm nhận được hai em
diễn với nhau rất tình cảm, hát cũng rất tình cảm, nhưng mà nó bị một cái hồi hộp, một cái tâm lý gì đấy, nên là nó không có đủ tự tin để mà nói với nhau rằng là tôi yêu, trao cho nhau những yêu thương nó ngọt ngào. Anh muốn nói chuyện thật lòng hơn là cho tụi em những cái lời ngọt ngào. Thì anh thấy cái tiết mục vừa rồi nó chưa có chạm đến cái cảm xúc của anh lắm. Thì anh nghĩ là cái em thiếu là có thể là cái sự rèn luyện. Rèn luyện mỗi ngày, phải đứng trên sân khấu, phải cảm nhận cái bầu không khí trên sân khấu, rồi phải hát nhiều, phải có kinh nghiệm nhiều. Còn về Hàn Tiểu Ni thì anh đang nghĩ là có thể là em an toàn quá, thì anh nghĩ em nên trải nghiệm nhiều hơn, trải nghiệm cuộc sống, mình có thể đi diễn nhiều hơn. Nếu mà mình không bị áp lực kinh tế thì cái điều đó là cái điều thuận lợi, vô cùng thuận lợi cho mình. Nếu em thật sự em đam mê ca hát và em muốn sống hết mình với nghề thì chúng ta nên làm như vậy. Cảm ơn những góp ý chân thành của các nhà đấu giá. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho cặp song ca Nguyễn Đinh Quốc Khánh và Hà Tiểu Ni. Xin mời quý vị khán giả tại trường quay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Sàn Chiến Giọng Hát, và đây là phiên đấu giá thứ 3, cho nên bây giờ các nhà đấu giá sẽ có quyền trả hoặc là giữ lại giọng hát. Với cặp song ca này, Nguyễn Đinh Quốc Khánh và Hà Tiểu Ni, anh Nguyễn Văn Trung có quyền quyết định giữ hoặc trả lại. Anh chúc tụi em mọi sự tốt lành. Anh thật lòng rất là mong muốn thấy tụi em sẽ tiến bộ và sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Quyết định của anh là? Anh xin phép trả tụi em về cho nhau. Đó là quyết định của anh Nguyễn Văn Dung. Như vậy là chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền mà anh dùng để đấu giá sở hữu cặp giọng hát này. Vậy là chúng ta phải tạm chia tay với lại Nguyễn Đinh Quốc Khánh và Hà Tiểu Ni ở đây. Và cuối chương trình mình sẽ gặp lại họ. Và chúc mừng cho Như Mai và Như Mây vẫn tiếp tục với Sàn Chiến Giọng Hát đêm nay nha. Tuy nhiên, bây giờ Khanh vẫn sẽ mở phong bì để xem quý vị khán giả tại trường quay dành bao nhiêu điểm cho cặp đôi rất đẹp này. chín mươi điểm. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ chỉ còn một phiên đấu giá nữa thôi, chúng ta bắt đầu nha thưa quý vị. Và bây giờ hãy cùng Khanh tìm hiểu về hai chàng trai đang đứng ở vị trí số 3. Sẽ có hai dữ kiện mà mình phải phân tích. Xin mời hai bạn tiết lộ dữ kiện thứ nhất. Lời dặn. Đa Thanh ạ. Hai bạn này là hai anh em ruột. Nhìn giống nhau. Bộ mặt đồ giống nhau là hai anh em ruột. Nhìn cái mắt. Chắc là có lẽ là lúc còn nhỏ là bố mẹ dặn người anh phải lo cho em. Trong cái lo đó là cũng có cái ca hát ở trong đó. Bạn trai, bạn lớn đó, cái bạn bên đây đó là người anh, là hát rất hay. Nhưng khi bạn này phát hiện ra người em cũng có một giọng hát tuyệt vời, đặc biệt hơn nữa là bạn này hát giả thanh nhiều, rất là nhiều giọng. Và cuối cùng là hai người này đã nắm tay nhau. Anh sẽ đưa em đến Sàn Chiến Giọng Hát để hai anh em mình cùng tỏa sáng, để anh chứng minh với ba mẹ rằng lời dặn của ba mẹ anh đã làm tròn. Đa Thanh là hát giọng nam, giọng nữ được à. Đúng không? Là Đa Thanh. Ngay cả cái bộ đồ bạn bận á, nó cũng đã nói lên một cái ý đồ của bạn trong cái vấn đề mà bạn biểu diễn rồi à. Hát được là giọng nam, giọng nữ. Đúng rồi. Còn hai người này á, anh mà nói anh em ruột là không có đúng luôn. Tại vì hai giọng nói cũng không có giống luôn. Một người ở miền Bắc, một người ở miền Nam. Sao còn phân tích gì khác nữa không ạ? Đủ ra đi. Đủ giá đi quý vị ơi. Hồi hộp quá à, cái cặp này ẩn số nè. Phiên đấu giá thứ tư bắt đầu. Thưa quý vị, phiên đấu giá cuối cùng, thời gian là 15 giây, số tiền khởi điểm 3 triệu đồng. Mỗi lần tăng chúng ta được phép tăng thêm 3 triệu ạ. Không, anh không có đấu giá trong cái đấu giá này đâu. Để cho Hà thôi, Hà cố gắng lên em. Trung cố gắng lên em. Dạ. Bắt đầu 3 triệu. 6. Điểm 9 triệu. Anh Long 2 triệu. 15. 18. 21. 24 triệu. Anh qua Hà 24 triệu. 30. Thưa quý vị, thời gian đã kết thúc và
số tiền hợp lệ là 24 triệu. Dạ. Chúc mừng anh Quang Hà. 27 làm gì có 28. Trời ơi, 26 hay 28 chị Liên ơi. Rồi. Tại anh là em liệu đó. 24 rồi. Anh hết tiền anh ngồi im đi. Chị lại đủ tiền rồi. Anh đầy đủ tiền, 30 triệu mà. Trời đất ơi, cả bốn người đều em, còn tiền. Em cứ lo Hà thôi, em không nghĩ anh đâu. Trời ơi. Trời trời. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng biết kết quả của phiên đấu giá cuối cùng rồi. Người chiến thắng chính là anh Quang Hà. Với số tiền 24 triệu đã sở hữu được hai giọng hát của hai người chơi ở vị trí số 3. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn này. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, nị đàn mướn nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lo nhô, như sông suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khổ. Nhánh phượng hồng trao cho em trên đôi bàn tay còn lấm lem bùn đất, trời kè gỗ trong xanh nước hồ soi nghiêng bóng đưa tóc em bay theo gió chiều nhẹ nhẹ. Anh thần thơ chưa kịp ngỏ lời trái cô gái tuổi tôi. Nghệ tĩnh mình ơi, sông Lam dọi núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngăn sông, đất trời như vườn phang phang lời trống thêm nặng bóng. Ta đi những bước thanh thang đồng rộng, làng ta di động
lòng em có thấy điều gì? Sao em nỡ tươi mù suy nghĩ, thấy mù phương vị sao xuyên mong ngày thi cũng ngày phương nở hai đứa mình ra đi. Gọi ta nhớ bao lần đi lần đi. Hay quá trời quá đất trời ơi. Trời ơi, cứ trông chờ có cái bài này hay lắm. Thưa quý vị, đó là ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ. Và xin giới thiệu hai tiếng hát, Tiến Linh và Tuấn Tiến. Cho phép chúng em xin được gửi những lời chào trân trọng nhất tới sự hiện diện của toàn thể quý vị trong ban đấu giá, quý vị khán giả trong trường quay và cũng như là toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát trên truyền hình đêm nay ạ. Ôi trời ơi, là trời. Em xin được giới thiệu, em tên là Tiến Linh. Em là một người con dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại một vùng biên cương của tỉnh Thanh Hóa. Xin chào Tiến Linh. Lời đầu tiên cho phép Tuấn Tiến xin được gửi lời chào đến các vị trong ban đấu giá, gửi lời chào đến tất cả các quý vị có mặt trong trường quay cũng như là các quý vị đang theo dõi đài truyền hình. Chào MC Bạch Công Khánh. Chào anh. Hai anh có một cái sự kết hợp mà Khánh nghĩ rằng tất cả mọi người đang vỡ òa cảm xúc. Khánh nghĩ là có quá nhiều câu hỏi mà chúng tôi đang đặt ra cho cái cặp song ca này. Tuy nhiên, trước hết hãy để họ chia sẻ về hai dữ kiện. Dạ, em xin chia sẻ thế này ạ. Trước đây em là một cậu bé rất là vui vẻ, hay hát, hay cười. Sau những biến cố của gia đình thì em không hát nữa và em không cười nữa một khoảng thời gian dài. Cho đến ngày trước khi mẹ mất thì em có cho mẹ nghe lại một bài em đã thu âm. Và lúc đấy thì mẹ khóc, mẹ nói là mẹ muốn con hát trở lại, con vui vẻ trở lại như ngày xưa. Nếu không thì mẹ sẽ không thể vui được. Và từ cái lời dặn đấy của mẹ, em đã quay trở lại sân khấu. Đó là dữ kiện lời dặn. Thế còn dữ kiện thứ hai? Dạ, còn em thì có lẽ là câu trả lời đã trả lời cho lúc nãy rồi đúng không ạ? Dữ kiện của em là đa thanh. Và cũng rất là may mắn khi mà anh Tiến là một người thầy giáo. Và lúc đó thì em đã đến học chỗ anh Tiến. Sau đó thì anh Tiến anh ấy có phát hiện ra là em có thể hát được giọng giả thanh. Đó là dữ kiện đa thanh của Tiến Linh. Bây giờ Khanh mời các nhà đấu giá chia sẻ về cái cảm xúc của mình khi mà thưởng thức cái tiết mục vừa rồi. Tôi quá sức là bức xúc, không đấu được cặp này, tôi quá bức xúc luôn rồi. Cũng tại cái cô Ngọc Liên này trơn trọi, 27 thì 27 thì tự nhiên là 26, 28 chi cho tôi nghe. Tôi liệu cái tôi lên 30 luôn rồi. Nhưng mà thật sự mà nói là tụi em á, vừa mở nhạc lên một cái là Tuấn Tiến á, vâng, là bắt đầu đưa cặp mắt mơ liền. Mơ nhìn Tiến, Tiến lên liền. Dạ. Yeah. Đó Tiến Linh, là... Tiến Linh. Linh. Ờ, Tiến Linh chứ không Tiến Linh. Tiến Linh. Tụi em là người cuối cùng. Vì vậy cho nên là những cái góp ý của ban đấu giá dồn cho tụi em hết. Tụi em làm được hết trơn. Từ cái cảm âm nghe cho kỹ nè, từ cái biểu diễn nè, từ cái tình tứ nè. Và đặc biệt hơn nữa là sự kết hợp của hai em. Cái bài hát này là một bài hát mà chị Hồng Vân rất là thích nữa, ngay từ những giai điệu đầu tiên vừa cất lên. Hồi nãy nhạc intro đầu là đã nhìn Hà nó chưa hơi, Hà ơi là Hà, bài đúng đó rồi. Tuyệt vời, cảm ơn, xin cảm ơn hai bạn. Đó là chia sẻ của chị Hồng Vân. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Quang Hà. Nhà đấu giá đang rất là hạnh phúc bởi vì sở hữu được hai giọng hát tuyệt vời này. Mũi phồng lên sướng quá rồi. Một tiết mục mà cả hai bạn đều thăng hoa, người đấu giá cũng thăng hoa và khán giả cũng thăng hoa, thì đó là sự thành công. Không bàn cãi về giọng hát, giọng nữ hay giọng nam, không bàn cãi về cách diễn. Các bạn thăng hoa, các bạn làm lôi cuốn tất cả mọi người và tất cả những cái gì đẹp nhất đã đến với bạn, hai bạn trong cái phần thi này. Vậy có thôi. Nghĩa là hiện tại anh Quang Hà đang rất là tự tin với cái phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho cặp đôi này. Quý vị ơi, bắt đầu bình chọn đi ạ. Xin mời.
quý vị, chúng ta đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Và ở thời điểm này thì các nhà đấu giá sẽ không còn quyền trả hoặc giữ lại giọng hát nữa. Và chị Hồng Vân, chị đang dùng 28 triệu để sở hữu được giọng hát của Như Mai và Như Mây. Và hai cô gái này đang nhận được 94 điểm để đi bình chọn của khán giả tại trường quay. Trong khi đó anh Quang Hà, anh đã dùng 24 triệu để sở hữu giọng hát của Tiến Linh và Tuấn Tiến. Không biết là hai anh nhận được bao nhiêu điểm. Nếu như Tiến Linh và Tuấn Tiến trở thành cặp đôi giành chiến thắng trong đêm nay, các bạn sẽ mang về 24 triệu. Và anh Quang Hà cũng sẽ có 6 triệu. Ngược lại, hai cô gái Đăng Quang, các bạn sẽ có 28 triệu. Chị Hồng Vân bỏ túi riêng 2 triệu. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Số điểm dành cho hai anh là... Wow! Chính tôi 6 điểm! Wow! Chúc mừng Tiến Linh! Wow! Tiến! Cặp đôi giành chiến thắng của sàn chiến giọng hát đêm nay à! Và chúc mừng anh Quang Hà, anh lại tiếp tục là nhà đấu giá sở hữu giành chiến thắng. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị vì một đêm quá nhiều cảm xúc. Và ngay bây giờ hãy cùng Khanh gặp lại 4 cặp đôi trên sân khấu. Họ sẽ thể hiện lại bài hát đầu tiên cho chúng ta thưởng thức. Xin mời. Một tập đặc biệt nữa của sàn chiến giọng hát đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị rất nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau nha. 20 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Sàn chiến giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega CS thực hiện. Xin chào tạm biệt.